Ui da, hồi nãy mình vô cái khu của con gà điểu á, có mấy con vậy cắn á, ngứa quá trời ngứa luôn. Ui da. Hello các bạn, nay mình có mặt tại Vũng Mây ở Phan Thiết. Lần đầu tiên mình thấy gà điểu luôn cả nhà. Đây là cái trang trại đà điểu của ông Anh ở Vũng Mây. Cái gì? Dạ. Hôm nào mình sẽ review cho các bạn xem trứng đà điểu ăn như thế nào nha. Bây giờ thì mình chỉ đứng ở bên ngoài thôi, không dám vào. Thấy cào quá. Còn đây là đà điểu con. Đà điểu con này thì mình dám mình vô mình mở cửa mình xem được. Đây là đà điểu con, chắc cũng cỡ 3 đến 4 tháng thì phải. Thấy lông nó mịn không? Lông nó như một cái chổi vậy nè. Đà điểu con thì mình dám vô chứ, còn đà điểu trưởng thành rồi mình không dám vô. Đây mấy con đà điểu trưởng thành đây. Mình đi vô rồi, đi theo đó nè. Há há cái miệng ra nè. Khi hơi ra đó. Còn đà điểu con thì sợ túm trong một gốc cây á, lại gần nó thì nó chạy. Ê bạn ơi, bây giờ thì mình đi với ông anh sang chặt chuối để cho heo ăn, với lại bộ mấy trái dừa ra cho heo ăn, cho heo rừng ăn.
nha. Con này vô luôn nha. Nói chung là heo rừng là ăn hết, từ chuối, dừa, thanh long, quạm được gì là quạm à. Tại dừa nó ngọt. Heo là cái gì cũng ăn ha. Có bầy heo con kia nó bị chặt này nó không ăn được ha. Các bạn biết đàn heo này đàn heo rừng hay đàn heo nhà vậy? Đâu cả bạn biết á. Cái đàn heo này là đàn heo lai. Đàn heo lai rừng. Sở thích của nó là cách đây khoảng gần một năm về trước á, là hai anh em tụi mình đi ra ngoài rẫy á, đang chạy xe có một cái con heo nó dí theo. Con heo đó là con heo đực. Mà mình đi đâu là dí ở đó. Trong anh mình nó mới quay lại nhìn mới biết là heo này heo rừng, nó đang ăn, nó đang đánh dấu lãnh thổ. Thế là hai anh em mình mới bày kế dụ nó vô một cái bà một cái khu, xong rồi lấy mấy cái tấm lưới đan á quay lại nhốt lại và cho nó nhảy được với mấy con heo nhà. Thế là nó ra một bầy heo con này. Chắc đai ra nó mới nó nhai được gì. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.